Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông ra mắt mô hình dân vận khéo cấp tỉnh. Khởi tố nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đức An, huyện Đắk Song và chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Lấp. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 23 tháng 12. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Sáng nay 23 tháng 12, Tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cùng với ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu toàn ngành tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng ngành tuyên giáo tập trung triển khai thực hiện kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các chủ trương của đảng về công tác xây dựng đảng, nhất là thực hiện việc điều gương của cán bộ, đảng viên. Hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, thông tin chi tiết về hội nghị. Mời quý vị và các bạn theo dõi thêm trên báo Đắk Nông Điện Tử. Sáng nay 23 tháng 12, Hội hữu nghị Việt Nam, Campuchia tỉnh Đắk Nông tổ chức tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với hội người Khmer, Việt Nam tỉnh Mundukizi tuyên truyền để người Việt đang sinh sống tại Campuchia yên tâm, ổn định cuộc sống, có biện pháp phòng, chống dịch thích hợp, chấp hành các quy định của nước bạn không nhập cảnh trái phép. Trong năm, các cấp hội đã hỗ trợ và tặng quà cho tỉnh Munukiji hơn 1,1 tỷ đồng. Thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam, Campuchia tỉnh Đắk Đông tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Đông, Munkiji nói riêng, Việt Nam, Campuchia nói chung. Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại, giáo dục hội viên, người dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh, hai nước, chấp hành tốt các nội quy, quy định an ninh biên giới quốc gia. Chiều 22 tháng 12, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Đông tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo cấp tỉnh. Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Công an tỉnh Đắk Đông đã triển khai kế hoạch tôi làm công an xã, đưa cán bộ, chiến sĩ công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Công an huyện về công tác tại các xã trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 11 năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 5 đợt xuất quân với 632 lượt cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác có thời hạn tại 60 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Từ thành công của kế hoạch, Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh đã xây dựng thành mô hình dân vận khéo cấp tỉnh với tên gọi mô hình tăng cường cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị cấp phòng, cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tại công an xã. Mô hình đã được Ban dân vận tỉnh ủy đánh giá cao và thông qua. Thời gian thực hiện mô hình từ năm 2021 đến năm 2023 với khoảng trên 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thưa quý vị và các bạn, sau đây, Mời quý vị và các bạn cùng tin tức Đắk Nông cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay, 23 tháng 12. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 23 tháng 12, Đắk Nông ghi nhận thêm 75 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 3 trường hợp về từ vùng dịch, 36 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, 36 trường hợp cách ly tại nhà và trong khu vực phong tỏa. Trong số các ca mắc mới, huyện Krông Nô ghi nhận 16 trường hợp, huyện Đắk Lấp 2 trường hợp, huyện Đắk Min 31 trường hợp huyện Đắc Song 8 trường hợp, thành phố Gia Nghĩa 2 trường hợp và huyện Cư Rút 16 trường hợp, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh lên 4.458 trường hợp. Ngày 23 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắc Đông cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại các tri hội cựu chiến binh tổ 6, tổ 7, thị trấn Đức An, huyện Đắc Song. Ngày 21 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Thị Xuyến nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đức An về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Trước đó, theo nguồn tin báo Đắk Nông có được, Nguyễn Văn Thành chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghệ Thắng, huyện Đắk Lấp đã bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Được biết, quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thành được viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn ngày 17 tháng 12 vì có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Đắk Lấp. Đến đây, Thời lượng dành cho chương trình đã hết. Thông tin chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.